các bạn ơi, đây hôm nay bạn Ken có cái gì ta? Một con su, su đực nha. Đây, ê đừng có lo, nó đau con, bỏ nó xuống. Trời ơi, bạn Ken chơi kỹ quá mày, chứ mà lôi nhỏ vậy mà tội nghiệp ghê không. Thôi cho kẹo nha, nè chút cho kẹo mà. Xin chào bạn Ken. Ây dù wow, hôm nay bạn Ken có gì vậy ta? This is blue, the color gì con có đồ chơi gì vậy? Wow, mày chơi Pikachu hả? Rồi hôm nay có đôi dép đẹp chứ ta? Đôi dép gì vậy? Rồi đôi dép hình con mèo luôn nha. Rớt cái gì rồi? Đâu cho các bạn xem thử. Đây các bạn ơi, bạn Ken này có em bé nè. Wow, em bé trên đầu có quả dâu luôn, đội cái nón hình chữ dâu luôn. Pikachu á hả? Su cứ nhả đi mừng ba không. Wow, hai bịch kẹo luôn, hai bịch kẹo em và em. Đây. Ba xe cây á. À, một chiếc xe đạp làm bằng cây. Và một đây hũ kẹo. Wow, con mở hũ kẹo cho các bạn xem thử. Để em lấy ra cho các bạn coi. Rồi đổ ra hết đi. Wow. Ôi, kẹo gì vậy ta các bạn ơi? Kẹo xin nước. Bạn Ken có một đống kẹo luôn. Đây, kẹo kẹo hình chai nước ngọt nha. Kẹo hình chai nước ngọt Coca-Cola này, nó xíu à. Xíu à. Rồi bây giờ mình ship lên. Đây, chai xì tim nè. Đây là chai xì tim nha. À, mình ship cho. Wow, một chai Pepsi nữa nè các bạn ơi. Đây, chai Pepsi. Thế này chai gì ta? Một chai 7 up. Wow. Wow, một lon bia nữa chứ. Wow, lon bia hình viên kẹo nhỏ xíu luôn, dễ thương ghê không? Đẹp quá. Wow, bây giờ mình ship ra coi mình có bao nhiêu cái lon bia nha. Su né ra Su ơi. Su cũng nghe cái nó chạy vô à. Rồi đây các bạn, đây mình sẽ ship kẹo. Nè. Xem là có bao nhiêu viên kẹo nha. Đây, tin. Còn đây là Coca-Cola. Đây Coca-Cola. B33. Xì tin qua đây, bảy ức xuống đây nha. Wow, quá trời kẹo luôn. Kẹo này nhiêu một cục ở bán kem? 25 cục. À, kẹo này 2.000 một cục. Rồi, mình xếp đây cho các bạn xem nha. Thằng Su kỳ quá à, Su. Ôi, Su kỳ quá hả? Wow, đây các bạn ơi. Đây, kẹo của bạn Ken xếp ra đây, xếp xong thành một cái bức tường luôn. Một bức tường thành luôn. Con Su, Su nó nịnh con á hả? Su, đừng có ghẹo bằng Ken Su ơi. Rồi, mình xếp lại nha, đây. À, các bạn ơi, đây, hôm nay bạn Ken có cái gì ta? Một con Su. Su đực nha, đây. Ê, đừng có lôi nó đau con, bỏ nó xuống. Trời ơi, bạn Ken chơi kỹ quá mày. Chứ mà lôi nhỏ vậy mà tội nghiệp ghê không. Tội nghiệp quá à. Rồi cho cục kẹo nha, nè chút cho cục kẹo nè. Rồi các bạn ơi, đây hôm nay bạn Ken có mấy chai nước ngọt mà hả, kẹo đây nè. Đây kẹo lon nước ngọt nè. À nhỏ xíu luôn. À dễ thương ghê không. Đây là chai Coca-Cola nha. Còn đây là bình kẹo M&M. À, bạn Ken mở chai nước ngọt 7 up rồi nè các bạn ơi. Đây, đây là kẹo trong lon nước ngọt 7 up nè. Nè, nè, không bị kéo tay, đau quá cho một cục đó. Rồi, cho mấy bạn Su một cục đi. Rồi, bây giờ bạn Ken chúng ta mở sẽ mở kẹo. Mở kẹo này. Ừ, mở kẹo đó nha. Rồi, bây giờ bạn Ken sẽ mở kẹo em và em chúng ta xem nha. Wow, ý, kẹo gì bên trong vậy ta? Đâu, bạn đổ, bạn Ken đổ ra coi các bạn ơi. Đổ ra coi. Ôi, ôi, ơi, đỡ vô đây nè con, mình bỏ vô hũ nè. Rồi, bạn Ken bỏ vô hũ nè. Wow, kẹo này quá trời màu luôn nè. Rồi bây giờ mình ăn thử một cục đi. Ăn thử một cục màu nào đi bạn Ken. À, bạn Ken ăn thử cục kẹo sô cô la rồi các bạn ơi. Rồi, mình mở nữa không? Rồi bây giờ bạn Ken có thêm một cái xe đạp nữa nè. Không,
Đây, cục kẹo em đi màu vàng nè các bạn ơi. Ăn thử nha. Ngon quá. Đây các bạn ơi, một chiếc xe đạp. Đây, xe đạp bằng gỗ nha. Xe đạp này là cho hai người ngồi. Rồi bây giờ băng Ken sẽ chở nước ngọt lên xe đem đi bán. Đây mấy lon nước ngọt kẹo nè. Đây là lon bia nè. Wow, hôm nay băng Ken quá trời lon nước ngọt bia luôn. Còn đây là kẹo sinh cơm. Đó là cái gì đây? À cái đó là móc chân nữa con. Rồi bây giờ mình chở một lon nước ngọt đi bán nha. Rồi để lên đây chở lon nước ngọt bị úp đi bán nè. Quẹn rồi chạy thử cho bạn kia đi. Chạy. Đây nữa hả? Bun chưa đầy các bạn ơi, có thêm hai lon nữa. Đây một lon nữa nè. Rồi chở đi bán với bạn kia nè, đầy quá chừng ngã nữa nha. Bun chở qua bên nhà bạn búp bê bán đi. Bun. Đây bạn búp bê đây, bán cho bạn búp bê một lon nước ngọt đi bạn Ken ơi. Rồi lấy hết luôn nha. Rồi đây bỏ vô người luôn, bỏ vô người bạn búp bê luôn. Rồi cho bạn búp bê ăn. Mâm con mở cục kẹo ra giùm bạn búp bê đi, mở ra bạn búp bê mới ăn được chứ. À con mở lon Pepsi hả? Wow, thơm quá ta ơi, kẹo gì thơm dữ bạn Ken. Kẹo sô cô la thơm quá. Yên tu gì nè. Con mở hai cái hậu. Con su này làm cái gì vậy? Nó cắn ta lên tình hư quá. Rồi mở ra chưa bạn Ken ơi? Wow, một cuộn sô cô la bự luôn các bạn ơi. À thơm quá, ở đây nghe mùi thơm sô cô la nè. Ăn thử thì ngon bạn Ken. Đây cho bạn búp bê ăn thử nha. Ngon ngon bạn búp bê. Ngon không? Cái đó cũng đậu mà không được hả? Rồi cho sô này nó ăn luôn nè. Ăn ngon sô. Đây ha. Đây là bạn su đực á các bạn, su đực nè, su đực này dễ thương lắm, hiền ơi là hiền luôn. Cho nên bây giờ trời tối quá, giờ mình đem kẹo vô đi bạn Ken ơi, trời tối quá thôi, mai là mình quay tiếp nha, mai mình chơi tiếp, giờ mình bỏ kẹo vô đi, mai mình chơi tiếp. Bỏ hết cho nó luôn. Rồi bây giờ mình mở thêm cục này nữa nha các bạn. Rồi bây giờ bạn Ken mở thêm bịch kẹo em ăn em nữa, mình vô nghe, trời tối quá.
em vô nhà mai mình chơi tiếp. Đi. Đi chơi nữa kìa. Rồi, cái con su cũng làm đổ luôn rồi nè. Chiếc lại đi ba. Mama called the doctor and the doctor said no more babies jumping on the bed. Rồi, máy bay các bạn nha. Các bạn biết nhớ lần sau. For bed, babies jumping on the bed.